Tập 17. Mong đại sư thương xót cho Tịnh Nhi một con đường sống. Công chúa mau đứng lên, đại lễ thế này lão nạp sao có thể nhận chứ. Nếu đại sư không đồng ý, Tịnh Nhi sẽ quỳ mãi ở đây. Tịnh Nhi đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cầu được chết, không cách nào gửi thân dị tộc. Công chúa, ta và mẫu thân phụ hòa công chúa quen biết nhiều năm, cũng nhìn công chúa lớn lên, ta cũng không nỡ nhìn con thành thân trong uất ức. Nhưng vận mệnh khó tránh. Hơn nữa, nếu công chúa bỏ trốn, chỉ e làm dị tộc phẫn nộ, hai bên giao chiến, sinh linh lầm than. Những gì đại sư nói cũng là điều Tịnh Nhi đang lo lắng. Chỉ là mấy hôm nay ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy dị tộc có lòng lan xấu, độc ác giả hoạt, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu ta hòa thân, ta sẽ đổi được thiên hạ thái bình. Ta tình nguyện hy sinh, chỉ là sợ đây chỉ là cái cớ. Cho dù ta thật sự gả đến đó, bọn họ chưa chắc đã thu binh. Đến lúc đó chỉ sợ bọn họ lấy ta để uy hiếp phụ hoàng, như thế phụ hoàng lại càng bị nguy hiểm hơn. Công chúa nói cũng không phải là không có đạo lý. Đến lúc đó, dù ta muốn chết cũng không được. Đại sư, trước giờ ta chưa từng cầu xin đại sư. Lần này, xin đại sư hãy giúp ta đi. Đại sư, xin đại sư giúp Tịnh Nhi đi. Được rồi, công chúa xin hãy đứng lên. Đại sư, ý của đại sư là đại sư đồng ý cho ta rời khỏi đây. Hãy để lão nạp vì công chúa mà phạm tội khi quân một lần. Đa tạ đại sư tác thành. A Di Đà Phật. Đa tạ đại sư tác thành. Tỷ tỷ thật lợi hại, quả nhiên không ngoài dự đoán. Lý Tịnh đồng ý hòa thân chỉ để thoát thân. Theo cô ta, tỷ tỷ, lần này tỷ không được mềm lòng. Chủ nhân, hầu yêu này không phải một lòng muốn làm người sao? Sao cô ta còn chần chừ không giết Lý Tịnh đoạt lấy trái tim? Hoặc là cô ta đã có lòng trắc ẩn với Lý Tịnh? Cô ta không bảo vệ được mình, còn thương hại người khác. Ta thấy hầu yêu này ngày càng hồ đồ rồi. Hồ đồ của cô ta cũng coi như có mấy phần giống người rồi. Chủ nhân, ý ngài nói là không có gì, đi thôi. Mặc gì vậy? Tại sao công chúa nói chuyện với trụ trì đâu như vậy? Công chúa quen biết đại sư, chắc là phải đã đi xa, trong lòng không nở nên nói chuyện lâu. Dương đại ca, A Mạc, sao huynh lại dẫn huynh ấy đến? Đại ca e sau này không được gặp công chúa nên đến đây từ biệt. Công chúa khó khăn lắm mới chấp nhận sự thật, đồng ý hòa thân. Bây giờ huynh dẫn huynh ấy đến, không phải muốn công chúa phải đau lòng sao? Cô đừng nói nữa, lần gặp nhau này là lần cuối cùng rồi. Ta thấy việc này không quan trọng. Dương công tử đã chọn được ý trung nhân, còn gặp mặt công chúa chỉ làm công chúa không nỡ rời xa. Nếu Dương công tử thật sự muốn tốt cho công chúa, ta xin huynh hãy mau rời khỏi kinh thành, tránh công chúa lại càng nặng lòng, gây thêm nhiều chuyện. Mặt thì vậy, cô cũng thật lạnh lùng vô tình. Hơn nữa, cô có tư cách gì mà đuổi đại ca đi? Tình như trước đây khi mà chưa gặp được đại ca mới hối tiếc cả đời đấy. Ta vì muốn tốt cho công chúa, nực cười. Để là ta không muốn tốt cho công chúa sao? Cô vốn chỉ không hiểu công chúa, đừng nhiều chuyện. Huynh dẫn người ấy đến, còn trách ta? Cô muốn kiếm chuyện phải không? Ta không rảnh đâu. Hai người không cần cãi nhau. Hôm nay ta phải gặp được công chúa. Nếu không thấy mụ ấy bình an, ta sẽ không an tâm. Dương đại ca, cô nói vậy là sao? Ta cảm thấy ta muội tính tình bướng bỉnh, muội ấy sẽ không chấp nhận hòa thân. Nhưng bây giờ muội ấy đồng ý bình tĩnh như vậy, ta lo muội ấy chỉ tỏ ra như vậy mà thôi. Không hay rồi. Thank you.
Sao rồi? Qua bên đó xem. Kỳ lạ, sao cô ta không mau chạy trốn đi vào cái tiệm mai để làm gì? Lẽ nào còn chú ý đến ăn mặc? Không biết nữa. Đi theo cô ta xem cô ta rốt cuộc làm gì. Ông chủ, ta muốn mua một bộ quần áo, không biết có bộ nào sẵn ở đây không, để tiệm trước giờ luôn mai theo khách đặt. Nếu phụ nữ không để ý, để chúng ta có một vài bộ quần áo mẫu, nhưng mà chỉ để khách ngắm, ta thấy thân hình cô nương mặc chắc sẽ vừa. Chỉ cần là bộ quần áo nữ giới bình thường là được rồi. Cô nương đợi một chút, ta sẽ mang ra ngay. Được. Bộ quần áo này đại ca chắc sẽ thích chứ. Cô nương thích bộ này chứ? Ta lấy bộ này. Cô nương, cô thật là có mắt nhìn đấy. Hai bộ quần áo này đều là thanh tú nhã nhặn, rất hợp với khí chất của cô nương. Đây. Cảm ơn cô nương. Cảm ơn. Cô nương đi nhé. Tâm nguyện duy nhất của ta chính là ở bên đại ca. Cho dù chỉ là một giờ một khắc, tịnh nhi kiếp này không hối tiếc. Chị tỷ, nhân lúc này mau lấy tim cô ta. Để không thấy cô ta đang muốn nhảy sông tự vẫn sao? Nếu cô ta chết rồi hồn phách bị địa phủ dẫn đi, thiên hoàng tâm khí quý giá của cô ta sẽ thành vô dụng. Mụ đừng giục ta nữa. Tỷ tỷ, mụ muốn tốt cho tỷ, tỷ đừng do dự nữa. Nếu tỷ không đi thì mụ sẽ. Mụ nhiều lời làm ta đau đầu quá. Ta đã bảo với cô thế nào, bảo cô không được rời Tịnh Nhi nửa bước. Thật là vô dụng, ngu xuẩn. Điều trách ta không bảo vệ được công chúa. Nhị đệ, để đừng trách A Mạc nữa. Quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được Tam Muội. Nơi nào cần tìm đã tìm hết rồi, cô đi đâu tìm đây? Tam Muội bỏ trốn lần này nhất định là đã suy nghĩ rất kỹ, không phải kích động nhất thời. Nhưng có một điểm ta nghĩ không ra. Mụi ấy một lòng muốn bỏ trốn, tại sao không nói với chúng ta một tiếng để chúng ta giúp mụi ấy? Công chúa nhất định là không muốn liên lụy đến chúng ta. Ai liên lụy ai chứ? Cho dù phải liều mạng, chúng ta cũng nhất định phải giúp mụi ấy. Công chúa trước giờ ở khuê phòng, chưa bao giờ tự mình rời khỏi hoàng cung. Mỗi lần ra ngoài không phải là A Mạc theo hầu thì là để đi cùng. Lần này đi, để sao có thể không lo lắng? Một cô gái đi một mình, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nguy hiểm nếu gặp phải lão yêu đó. Trừ phi là gì? Trừ phi công chúa có ý định tự vẫn. Ta không muốn hại cô, nhưng ai bảo cô đồng nguyên dị tâm với ta? Cô đã muốn chết thì hãy thành toàn cho ta đi. Đại ca, Tịnh Nhi không có cách làm ý trung nhân của huynh, nhưng Tiểu Duy có thể. Tiểu Duy là người lương thiện dịu dàng, chắc chắn là một người giỏi, tốt hơn muội, chăm sóc huynh cả đời.
Tịnh Nhi chúc đại ca và tiểu Duy một đời hạnh phúc ân ái, bạc đầu răng long. Công chúa, tôi làm chuyện ngốc nghếch. Tiểu Nhi, sao là tỷ? Mắt của tỷ khỏi rồi. Gần trưa nay đại phu đã đến gỡ băng, nói là không vấn đề gì. Ta nhất thời vui quá, liền bảo Thái Thước dẫn ra ngoài đi dạo. Nhưng không ngờ lại gặp công chúa ở đây. Thái Thước cô nương cũng đến đây sao? Lúc nãy ta nhất thời cảm thấy đói bụng, và Thái Thước đi mua chút đồ, các nữ mua ấy sẽ quay về. Thì ra là vậy. Ta nghe Dương đại ca nói hôm nay công chúa đến tượng miếu lễ bái, sao lại một mình đến nơi này? Mặc thì vậy không đi cùng sao? Đã không ra tay được thì cũng không thể để cô ấy chết như thế. Như vậy ta mới được xem là người tốt. Công chúa, vết thương ở mắt Tiểu Duy vừa khỏi, sợ đứng lâu không tốt, chỉ bằng chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi. Từ từ nói. Vậy đi thôi. Công chúa, đến con kiến còn muốn sống, huống hồ công chúa là lá ngọc cành vàng được hoàng thượng hết lòng yêu thương. Nếu công chúa xem nhẹ mạng sống như vậy, không cần nói đến Dương đại ca và Tiêu công tử, e là phụ hoàng công chúa sẽ nổi giận. Đến lúc đó nếu liên lụy đến bọn họ, công chúa nhẫn tâm vậy sao? Phụ hoàng không phải hôn quân vô đạo, cho dù nhất thời nổi giận với biểu huynh cũng sẽ không giết người vô tội. Còn ta thì cùng đường bí lối, khi ta hòa thân chính là sống không bằng chết. Ta thà tự kết thúc mình, sống không bằng chết. Công chúa sống trong nhung lụa, e là hoàn toàn không biết được thế nào mới thực sự là sống không bằng chết. Đó còn đáng sợ hơn cả chết, đau đớn giống như lăn trì róc xương vậy. Lẽ nào cô từng trải qua sao? Đúng vậy, Tiểu Duy từng trải qua, và lại cũng từng nghĩ sẽ kết thúc cuộc sống, nhưng lại không cam lòng. Không cam lòng tâm nguyện duy nhất của bản thân chưa hoàn thành mà đã rời khỏi cuộc đời này. Vì thế vẫn lại chọn lựa sống trong trần thế này. Nhưng ta nhận ra rằng sống thì mới có hy vọng, mới cho ta gặp được Dương đại ca, hoàn thành tâm nguyện. Công chúa không phải luôn nói ngưỡng mộ ta ư? Thật ra ta mới là người phải ngưỡng mộ công chúa. Công chúa sinh ra ở nơi phú quý nhất ở trên đời, có cha mẹ yêu thương, còn có Tiêu công tử, A Mạt thị vệ yêu mến bảo vệ, tận hưởng vinh hoa thế gian và cả sự ấm áp của tình thân. Lẽ nào công chúa nhẫn tâm nhìn họ đau lòng mà ra đi như vậy? Ta cũng không muốn thế, nhưng ta thật sự không có cách nào khác. Công chúa chết như vậy là quá đơn giản, nhưng công chúa có nghĩ rằng những người yêu thương công chúa, bọn họ nhìn người mình yêu thương ra đi, mới là sống không bằng chết thật sự? Công chúa nhẫn tâm nhìn phụ hoàng của mình, Dương đại ca, còn cả Tiêu công tử, bọn họ sống không bằng chết ư? Công chúa, hôm nay Tiểu Di nói những lời này thật ra là để công chúa biết, thế gian này cho dù đau khổ và cả phiền não thì vẫn còn những điều tốt đẹp đáng để chúng ta lưu luyến. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Chết tuyệt đối không phải là con đường duy nhất. Xin công chúa suy nghĩ thật kỹ
Tiểu Duy, cảm ơn tỷ đã thật lòng khuyên giải. Thật ra ta cũng không muốn thấy người thân đau lòng buồn bã, nhưng cứ nghĩ đến việc gả cho dị tộc, kết thành vợ chồng với người mình không yêu, ta thật sự không có cách nào chấp nhận được cả. Vậy công chúa nghĩ kỹ xem, có cách nào khác giải quyết không? Chuyện đến nước này, phụ hoàng ta nhất định đã biết ta bỏ trốn, nói trận lôi đình, không biết tiếp theo đây nên làm gì mới tốt. Thôi được, cứu cô một lần coi như trả lại ân tình cô cứu giúp. Công chúa, tiểu gì có một cách, chưa biết chừng có thể giúp công chúa thoát khỏi khó khăn. Thật ư? Cách gì vậy? Cô mau nói đi. Thần lơ là chức trách khinh đệ hạ giáng tội, người đâu chỉ là lơ là. Chẳng phải ngươi đi bảo vệ công chúa, sao lại để công chúa chạy mất? Bần ngoại tốt xấu lẫn lộn, để công chúa có mệnh hệ gì? Trẫm dù gì cứu tộc ngươi. Bệ hạ, bệ hạ bớt giận, công chúa bỏ đi không ai tiếp ứng, chắc là cũng sẽ không đi quá xa. Thần thiết nghĩ Tiêu Dương và Mạc thị vệ chắc chắn sẽ tìm được công chúa. Nếu không phải Tiêu Dương, A Mạc ngày thường dung túng, tình nhi sẽ có thể bướng bỉnh làm càng như vậy? Mấy người bọn chúng không thoát tội này. Bệ hạ, công chúa bỏ trốn, Tiêu Dương và Mạc thị vệ cũng không biết, càng huống hồ là Trịnh phó quý. Giả lại tính tình của công chúa, bệ hạ cũng biết mà. Nếu công chúa đã quyết tâm muốn trốn, đừng nói là một Trịnh phó quý, dù có 10 Mạc thị vệ cũng không phải đối thủ của công chúa. Chẳng biết công chúa không bằng lòng hòa thân, nhưng hòa thân liên quan đến giang sơn xã tắc của chúng ta, sao nó có thể bỏ đi cho hết chuyện được chứ? Đúng vậy, nếu công chúa đã không đồng ý hòa thân, sao phải ra hạ sách thế này chứ? Bệ hạ, khả hãn dị tộc kia không phải là người tốt bụng, bị công chúa dạy dò như vậy, e là sẽ dẫn đến họa binh đao. Hỏi bẩm bệ hạ, thần đã tìm thấy công chúa cạnh bờ sông. Người đâu? Sao người không dẫn vậy? Công chúa nghĩ xong tự dẫn, tính mạng còn đang nguy kịch. Công chúa, người mau tỉnh dậy đi. Hoàng thượng giá lâm, công chúa hãy mở mắt nhìn Sảo Nhi đi. Công chúa, Tịnh Nhi, con tỉnh lại đi. Tịnh Nhi, sao ta con là như vậy? Sao ta công chúa là như vậy? Mau, mang lò sữa tới. Dân, mau, đi, Tịnh Nhi, con tỉnh lại đi. Công chúa nhảy xuống sông tự dẫn, cũng may có người qua đường cứu giúp. Nhưng mà hàn độc đã xâm nhập vào cơ thể, cộng thêm sức khỏe của công chúa suy yếu, nên bệnh tình càng nghiêm trọng. Thái y đã tới khám bệnh, nói rằng không thể cứu được nữa. Không thể nào, công chúa đang tuổi thanh xuân, không thể nào có chuyện được. Tịnh Nhi, phụ hoàng có lỗi với con, không nên ép con gả cho dị tộc. Sau khi mẫu hậu con qua đời, phụ hoàng đã hứa với mẫu hậu chăm sóc tốt cho con. Phụ hoàng đã phụ sự tin tưởng của mẫu hậu con. Tịnh Nhi, chỉ cần con có thể tỉnh lại, phụ hoàng nhất định đồng ý với con, không ép gả con cho dị tộc. Tịnh Nhi, con tỉnh lại đi. Tịnh Nhi, con tỉnh rồi. Tịnh Nhi. Phụ hoàng. Tịnh Nhi, con gái bất hiếu, không thể làm theo lời phụ hoàng. Xin phụ hoàng tha thứ cho Tịnh Nhi.
con đừng dọa phụ hoàng tỉnh nhé. Thái y, thái y, mau. Bệ hạ, công chúa qua đời rồi. Tịnh Nhi, Tịnh Nhi, Tịnh Nhi, con tỉnh lại đi. Công chúa, Tịnh Nhi, Tịnh Nhi, con tỉnh lại đi, Tịnh Nhi. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ đừng quá đau lòng. Tịnh Nhi của ta, con tỉnh lại đi. Bệ hạ, công chúa đã đi theo tiên hoàng hậu, xin hoàng thượng rất đau lòng. Tịnh Nhi, bệ hạ hãy bớt đau lòng. Tịnh Nhi, Tịnh Nhi. Đều là do phụ hoàng hại con, đều là do phụ hoàng có lỗi với con. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ đừng đau lòng quá. Ngộ nhỡ ảnh hưởng tới long thể, công chúa trên trời của linh cũng không yên lòng. Bệ hạ, công chúa là một người nhân hiếu, nếu đã về bên tiên hoàng hậu thì cũng sẽ tận hiếu với tiên hoàng hậu. Bệ hạ, người đừng đau lòng, vẫn là sớm ngày để công chúa nhập thổ yên nghỉ đi. Bệ hạ, đặc sứ dị tộc cầu kiến. Nếu không vì đặc sứ dị tộc, Tịnh Nhi của trẫm cũng không chết. Hắn còn mặt mũi đến gặp trẫm ư? Bệ hạ, người quên rồi sao? Vì để giữ thể diện cho hoàng tộc và công chúa nên đã thông báo ra ngoài công chúa bị nhiễm phong hàn qua đời. Nếu để dị tộc biết được công chúa vì cự tuyệt hòa thân mà tự vẫn, thì chắc chắn sẽ dẫn đến chiến tranh. Như vậy không phải công chúa đã chết uổng rồi ư? Bệ hạ, theo chủ ý của thần thiếp thì nên truyền đặc sứ dị tộc vào. Khi đặc sứ nhìn thấy công chúa đã qua đời thì cũng không có cớ gì gây chiến. Bệ hạ, người nên coi giang sơn xã tắc làm trọng. Cho hắn vào. Chân tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Bệ hạ, nghe tin công chúa gặp nạn thật sự khiến người khác đau buồn. Thay mặt khả hãn, mong bệ hạ bớt đau buồn. Ý tốt của đặc sứ trẫm nhận rồi, nhưng bây giờ trẫm vô cùng đau buồn, e không thể tiếp đoán chu toàn. Đại sứ hãy về ngự quán nghỉ ngơi đi. Bệ hạ, kim hoàng tịnh công chúa là thế tử của khả hãn do trời định, nhưng trời đố kỵ hồng nhan đột ngột qua đời thật sự khiến người khác thương tiếc vô cùng. Nhưng để có thể ăn nói lại với khả hãn, vẫn xin bệ hạ cho phép bổn sứ tận mắt nhìn thấy thi thể của công chúa để dễ bề ăn nói với khả hãn. Hỗn sực, công chúa vừa mới nhập quan sao có thể mở ra được? Bệ hạ, bổn sứ muốn tận mắt nhìn thấy công chúa cũng là để tạm biệt công chúa lần cuối. Bệ hạ không cho bổn sứ nhìn, trừ khi trong chuyện này có ẩn tình gì. Ngươi là cái thái gì? Bệ hạ bớt giận, nếu không để hắn ta chứng thực rồi từ bỏ chuyện hôn sự kia, e là sau này còn phiền đến sự yên nghỉ của công chúa, hậu quả khôn lường. A Mạt, kẻ nào dám động vào thi thể của công chúa? A Mạt, dù có phải chết chung cũng phải khiến kẻ đó máu đổ ba bước. Tại hạ chỉ là đau buồn quá, vô ý mạo phạm. Hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Bệ hạ, công chúa hồng nhan bạc phận cũng là tộc ta không có phúc liên hôn với quý đàn. Lần này bổn sứ quay về đem tin dữ về cái chết của công chúa hồi bẩm khả hãn, cáo từ.
Huynh uống đi cho nóng, ta tin sẽ khỏi ngay thôi. Trăng hôm nay thật tròn. Huynh nói xem, những người chúng ta đang nhung nhớ có đang ngắm trăng cùng chúng ta không? Tịnh Nhi, không lẽ muội ra đi như vậy thật ư? Trịnh phó úy thật có nhã hứng, biết được hoa ở đây đang nở nên tới ngắm hoa ư? Mặt tướng tham kiến nương nương, miễn lễ. Trịnh phó úy, tại sao lại ngắm hoa đến nỗi mệt mỏi như vậy? Người hiểu Trịnh phó quý sẽ nghĩ Trịnh phó quý vì công chúa mà đau buồn, còn cái không hiểu Trịnh phó quý còn cho rằng Trịnh phó quý vì hồng nhan nào đó mà thất thần. Nương nương nói đùa rồi, không làm phiền nương nương hưởng qua. Mặt tướng cáo lui. Trịnh phó quý. Trịnh phó quý, người thất thời mới là tướng kiệt. Bây giờ công chúa đã mất, sau này bổn cung chính là chủ nhân của hậu cung, nên tận trung với ai? Trịnh phó quý là người thông minh, không cần bổn cung nói nhiều chứ. Mặt tướng vào cung là để tận trung với bệ hạ, cũng là để báo đáp ân tri ngộ của công chúa. Nay bảo vệ công chúa thất trách, mặt tướng còn mặt mũi nào ở lại? Cho dù từ chức phó úy cấm quân cũng không thể buộc đắp được tội lỗi. Trịnh phó quý đã hạ quyết tâm rồi ư? Nếu nương nương không còn gì căn dặn, mặt tướng cáo lui. Thứ mà ta muốn trước giờ chưa từng không có được, cứ đợi mà xem. Công chúa, chuẩn bị xong cả chưa? Tiêu Dương đang đợi ở Thừa Thiên Môn để tiếp ứng. Tiêu Hồ Gia, hai người đến rồi. Có thuận lợi không? Không bị phát giác chứ? Nếu bị phát giác còn ra ngoài được sao? Xem biểu huynh lo lắng kìa. Ta có thể không lo lắng sao? Đây là khi huynh phạm thượng. Mau lên mau lên. Công chúa, để tránh người khác nghi ngờ, trong đám tang vẫn còn cần có thần, đích thân đưa tiễn. Và sau khi đám tang kết thúc, A Mạc sẽ tới tiêu phủ gặp mặt công chúa. Mấy ngày này A Mạc không thể ở bên bởi vì công chúa. Công chúa, người hãy cẩn thận. Ta biết rồi. A Mạc, ngươi cũng phải cẩn thận. Sau này còn nhiều chuyện nói mà. Mau lên xe đi. Còn không lên xe, đánh giá mà phát hiện ra là hỏng mất. Mau đi thôi. Tịnh Nhi, bệ hạ, Tịnh Nhi con định đi đâu? Phụ hoàng, con không ai hiểu con gái bằng cha. Phụ hoàng sao lại không hiểu con nghĩ gì chứ? Phụ hoàng, con gái có lỗi với người, là phụ hoàng có lỗi với con. Những ngày qua đã khiến con chịu uất ức. Phụ hoàng vô năng, không thể bảo vệ được cho con. Không phải con luôn muốn sống một cuộc sống của người dân bình thường ư? Hôm nay con xuất cung, trên đời không còn Tịnh công chúa nữa, chỉ còn một người dân thường Lý Tịnh. Phụ hoàng, đa tạ phụ hoàng đã giúp con toại nguyện. Con gái bất hiếu, không thể khiến phụ hoàng vui vẻ. Mau đứng lên.
con rất giống mẹ con. Con là con gái tốt của phụ hoàng. Là đứa con gái mà phụ hoàng yêu thương nhất. Con đi đi. Đi càng xa càng tốt. Đừng bao giờ quay trở lại. Mẹ con ở trên trời có linh cũng sẽ bảo vệ con. Phụ hoàng chỉ có thể tiễn con đến đây thôi. Phụ hoàng, đi đi, mau đi đi. Mau đi đi. Đi đi. Tiêu Dương, A Mạc, hai người nhất định phải đưa Tịnh Nhi rời khỏi đây, rời sang Kinh Thành và bảo vệ cho nó thật bình an. Dân, bệ hạ yên tâm. Đi đi. Phụ hoàng, phụ hoàng, Dương đại ca, huynh đừng lo lắng, hãy ngồi xuống đợi đi. Muội nghĩ công chúa là người tốt, sẽ được trời giúp, nhất định có thể thuận lợi thoát thân. Mắt của muội mới vừa khỏi, đừng để mệt mỏi quá. Ta thấy hai người, hãy mau về phòng nghỉ đi. Một mình ta đợi là được rồi. Không cần đâu, muội muốn cùng đợi với Dương đại ca. Hơn nữa, chủ ý này là của Tiểu Duy. Muội cũng rất lo cho an nguy của công chúa. Không cần lo lắng, đại công cáo thành rồi. Đại ca, đại ca, được rồi Tam muội, đừng khóc nữa. Đại ca, sau này có chuyện gì đại ca cũng bảo vệ muội, không sao rồi. Cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp nạn, bình yên là tốt. Đúng vậy Tịnh Nhi, sau này không cần buồn phiền về thân phận của mình nữa, cũng không cần lo lắng chuyện gả cho dị tộc. Sau cơn mưa trời lại sáng, khổ tận cam lai, muội đừng khóc nữa. Chúc mừng công chúa được tự do. Tiểu Duy, lần này cũng may có cô. Nếu cô không đưa cho ta đơn dược có thể giải chết đó, thì ta không thể nào qua mắt được bọn họ. Suýt chút nữa bị phát hiện rồi. Tiểu Duy cô nương, cô thật là hiểu biết sâu rộng. Sao chưa từng nói cho ta biết trong tay cô lại có những đơn dược như vậy? Loại đơn dược đó là do sư phụ của Thái Tước luyện thành. Sư phụ của ta tinh thông y thuật, thường nghiên cứu những kỳ phương diệu dược. Ta cũng theo sư phụ học vài năm võ công. Sau đó sư phụ chuyên tâm tu hành, trước khi tạm biệt còn tặng cho ta mấy viên đơn dược để tự bảo vệ mình. Thái Tước, nếu muội đã biết võ công, vậy tại sao lúc đầu khi chúng ta gặp nhau, muội bị người khác bắt nạt, muội lại không ra tay? Muội, chuyện này là tại muội, hai tỷ muội của muội từ nhỏ đã không còn cha mẹ, nên muội sợ chuyện Thái Tước biết võ công sẽ gây chuyện thị phi bên ngoài, nên không cho muội ấy tự tiện ra tay. Đúng vậy, đều tại tỷ tỷ. Nhưng cộng thêm lúc đó muội không được khỏe, nên không có sức đánh lại chúng. Cũng may có Dương đại ca ra tay cứu giúp, chúng ta cũng thật là có duyên. Quá ra là vậy. Dương đại ca, đi cả một đoạn đường dài, muội nghĩ là nhất định công chúa rất mệt rồi. Hãy để công chúa nghỉ ngơi trước đã, hôm khác chúng ta tiếp tục nói chuyện. Muội thấy đấy, ta vui quá nên chỉ mãi nói chuyện, vẫn là chỉ duy chu đáo. Tam muội, hãy thả lỏng người, nghỉ ngơi cho tốt. Đúng vậy Tịnh Nhi, ta đã dặn tất cả các thị vệ trong phủ không được lộ ra bất kỳ tin tức gì.
Bọn họ đều là thân tín của ta, nhất định không tiết lộ ra ngoài đâu. Nhưng thời gian này muội phải chịu khó, không được ra ngoài. Đợi sau đám tang của công chúa, mọi người buông lỏng cảnh giác, chúng ta lập tức ra khỏi thành. Cảm ơn hai vị ca ca. Trịnh phó quý, đến đây có việc à? Mặc thì vậy, ta muốn gặp công chúa lần cuối. Cô có thể chăm chút cho không? Chỉ dụ của bệ hạ, bất kỳ ai cũng không được đến gần quan tài công chúa. Trịnh phó quý xin về cho. Mặc thì vậy, ta và công chúa không chỉ là quân thần mà còn là bằng hữu. Ta chỉ muốn từ biệt công chúa, xin cô thành toàn. Trịnh các vô cùng cảm kích. Trịnh phó quý, chính vì huynh là bằng hữu của công chúa, biết tính tình của công chúa. Công chúa trước nay trọng tình nghĩa, rất nhất là chuyện sinh ly tử biệt. Ta nghĩ công chúa cũng không muốn nhìn thấy bằng hữu đau lòng vì mình, cũng không mong bằng hữu nhìn thấy dung nhan khi mất của mình. Xin Trịnh phó quý hiểu cho, đừng làm khó A Mạc. Mặc thì vậy là thân tính của công chúa, tất nhiên là hiểu tâm ý của công chúa nhất. Sao ta có thể cưỡng ép được? Cáo từ. Lại là một người si tình. Mặc thì vậy, tại sao không nói sự tình cho Trịnh phó quý biết? Lúc đã nhìn thấy dáng vẻ đau buồn của ngài ấy, thật là khiến người ta xót xa. Chuyện công chúa giả chết, người biết càng ít càng tốt. Rồi sau khi công chúa thuận lợi rời khỏi kinh thành, rồi sẽ giải thích với Trịnh phó quý. Thật không nỡ để công chúa ra đi. Không biết sau này ai sẽ chăm sóc cho công chúa. Xảo Nhi, những chuyện này tuyệt đối không thể nói ra được. Ngộ nhỡ thất bại sẽ hại chết công chúa, có biết không? Xảo Nhi hiểu, Xảo Nhi sẽ không nói ra đâu. Không sao đâu. Mau lại đây, đừng có sợ sệt như vậy. Nghĩa phụ, sao người lại đến đây? Giữa ban ngày ban mặt thế này, lỡ như người khác nhìn thấy thì không phải còn nói Lý Tịnh chết rồi ư? Ta đến xác nhận chuyện đó. Nghĩa phụ yên tâm, Lý Tịnh đúng là chết rồi. Nếu người muốn báo thù, rồi sau này hủy hoại thi thể của cô ta. Con đã bị con nghe đầu đó qua mặt rồi. Trong quan tài không có thi thể của cô ta. Cô ta đã chạy rồi. Không thể nào. Con tận mắt chứng kiến Lý Tịch chết, con có bắt mạch cho cô ta nữa, chắc chắn không thể cứu được. Có phải con đã mơ làm hoàng hậu quá rồi không? Ngay cả một người sống hay chết cũng không phân biệt được. Nghĩa phụ, Lý Tịnh vẫn còn sống ư? Xin mến chào tất cả các bạn đang quay trở lại với Mầm Non Dạy Con Thông Minh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái chủ đề, đó là tính nhanh hai số với nhau, nhân hai số với nhau cực nhanh. Đây là một cái thủ thuật mà mình có thể chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể áp dụng vào thực tế. Thứ nhất, có thể áp dụng vào thực tế khi chúng ta đi chợ hay chúng ta gặp cái tình huống nào bất ngờ, chúng ta cần nhân hai số với nhau. Thì đây là một cái thủ thuật để có thể chúng ta tính rất là nhanh, không cần phải sử dụng máy tính hay điện thoại. Và các bé có thể khi chúng ta đi thi thì đây cũng là một cái kỹ năng để giúp các bé có thể tính nhanh, không cần phải lọ mọ bấm máy tính ha. Và để tiện theo dõi, chúng ta hãy nên bấm đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất từ chương trình. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và mình không nói nhiều nữa, thì chúng ta bắt đầu vào những cái ví dụ cụ thể để chúng ta có thể dễ dàng tiếp thu và chúng ta có thể tiện theo dõi hơn. Và mình xin chia cho các bạn xem, đó là có 3 trường hợp như sau. Những cái trường hợp này chúng ta có thể gặp ngoài thực tế rất là nhiều. Và nhân đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn để cho các bạn có thể làm quen và có thể tính nhanh với bất cứ trường hợp nào, lý do nào và những cái tình huống nào chúng ta có thể gặp. Đó là trường hợp thứ nhất, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn như sau. Đây là A, B nhân với C, B. Với điều kiện
hai số cuối là hai số chúng ta thấy đây, AB và CB, hai số cuối nó giống nhau. Và hai số đầu với điều kiện đó là A cộng với C thì nó lại là bằng 10. Đấy, đây là một trường hợp đầu tiên nha. Thấy nó mờ quá đi ta. Rồi. Rồi tiếp tục. Đây thì công thức của chúng ta nhân cái hai cái số này như thế nào và chúng ta có thể làm như thế nào mà gọi là nhanh. Thì đây là có những cái công thức như thế này. Chúng ta có thể tham khảo và chúng ta có thể làm theo các bước này như thế nào một cách rất là nhanh chóng thôi các bạn. Đây công thức như sau, thì chúng ta lấy A này nè các bạn, ở hàng chục nhân với C ở hàng chục, A nhân với C cộng với B, đó là cặp số đầu tiên, và cặp tiếp theo đó là B nhân với B. Khi mà mình nói như thế này, nói về lý thuyết thì chúng ta khó mà nhớ, khó mà hình dung ra được. Bây giờ rất nhanh thôi, mình sẽ đi vào cái ví dụ đầu tiên và chúng ta sẽ dễ nhớ và dễ tiếp thu. Bây giờ chúng ta có một cái ví dụ như là 27 nè nhân với 87 đi. Thì chúng ta thấy như thế nào? 27 nhân với 87 có số cuối, số B đó là 7 và A là 2, C đó là 8. Thì chúng ta cứ việc dùng công thức thôi các bạn. Thì chúng ta như thế nào? Hai số B là 7 nhân với 7 là 49. Chúng ta ghi 49. Và số đầu A là 2 nhân với 8 là 16. 16 cộng với 7, 16 cộng với 7 đó là 23. Và chúng ta có cái kết quả cuối cùng đó là 2349 các bạn. Rất là đơn giản phải không? Khi mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta có thể làm rất là nhanh. Và tiếp theo mình có thể làm một bài tiếp theo. Đó là 72 đi nhân với 32. 72 nhân với 32 thì sao? Những cái số như thế này rất là đặc biệt đây nè các bạn. Tại vì đây cái số này là số 2 nhân với 2 nó là 4, thì nó không có là hai số giống như thế này. Thì chúng ta phải ghi như thế nào? 2 nhân 2 là 4 thì chúng ta là ghi là 04. Nhớ nha, ghi là 04. Và 7 nhân với 3, 7 nhân 3 21 cộng với 2 là 23. 2304 các bạn. Rất là đơn giản, rất là nhanh ha. Và tiếp theo làm một bài nữa coi nào. 46 nhân với 66. Các bạn có thể bất cứ lúc nào và bạn có thể làm bất cứ con số nào theo ý của các bạn nha. Thì mình chỉ ví dụ như thế này thôi. Còn các bạn nào cảm thấy nghi ngờ thì hãy bấm máy tính thử xem coi đúng không nè. 6 nhân 6 là 36. Nếu hai con thì chúng ta ghi hết, còn nếu là một con thì chúng ta thêm số 0 ở đằng trước. 6 nhân 6 36. Và đây 4 nhân với 6 24 cộng với 6 nữa là 30. Đó, 3036. Rất là nhanh các bạn ơi, rất là nhanh, rất là ok luôn. Nếu như các bạn nghi ngờ hãy bấm máy tính thử xem. Còn nếu như các bạn nào mà không nghi ngờ thì chúng ta tiếp tục. Và mình sẽ chia sẻ một trường hợp thứ hai tiếp tục nha. Trường hợp thứ hai đó là AC. Đó là trường hợp ngược lại đó các bạn. AB nhân với AC. Đây, trường hợp hồi nãy đó là hai số cuối giống nhau, bây giờ trường hợp này hai số đầu giống nhau nha các bạn. Và điều kiện hai số cuối cộng nhau bằng 10. Đó là B cộng với C thì bằng 10. Rất là đơn giản thôi. Trường hợp này nó còn tính còn nhanh hơn, cực kỳ nhanh hơn nữa đó các bạn. Thì đây có công thức như thế nào? A chúng ta cộng với 1 nhân với A. Cặp tiếp theo đó là B nhân với C. Đơn giản thôi. Nói lý thuyết thì rất là khó nhớ. Còn chúng ta sẽ bắt đầu bước vào thực hành ngay thôi các bạn. Chúng ta ví dụ 82 nhân với 88 rồi. Đây các bạn thấy chưa? Hai số đầu hai số A nè, hai số A giống nhau và hai số cuối cộng nhau bằng 10. Thì chúng ta 8 này cộng 1 thì là ra 9. Nhân với A này nữa. A này cũng là 8 nữa. 8 nhân với 9 là nhiêu? 72. 72 nè các bạn. Hai số cuối thì sao? 2 nhân 8 16, 16. Mình không phải là thiên tài đâu các bạn, nhưng mà các bạn nói ra thì mình có thể hai số đó là bằng bao nhiêu trong vòng 3 nốt nhạc thôi. Chúng ta có thể làm được những cái chuyện này, không phải là thiên tài mà là chúng ta có thủ thuật. Thì các bạn hãy
vận dụng nó nha. Rồi tiếp tục mình sẽ cho một cái số bất kỳ nữa, thế là như là giờ mình ngược lại đi, là 20, 28 đi, nhân với 22. Số A giống nhau là số 2, còn hai số cuối cộng nhau bằng 10. Thì chúng ta như bằng như thế nào? 2 này cộng 1 bằng 3, 3 nhân với 2 nữa là 6. Đơn giản lắm bạn ơi. Đây 8 nhân với 2, 8 nhân 2 là 16, chúng ta ghi ra 16. Nó 28 nhân với 22 thì nó bằng mấy? Đó là 616. Thay vì đây chúng ta ghi lại là 06. Thì 06 với 6 thì ở đứng đầu thì nó cũng giống như nhau thôi các bạn. Đó. Chính xác là chúng ta phải ghi như thế này. Nhưng mà số 0 đầu nó không có ý nghĩa theo hơn, chúng ta bỏ luôn. Và còn lại là 616. Tiếp theo, chúng ta làm thêm bài nữa nhé. Đó là 35 nhân với 35. 35 nhân với 35 này các bạn thấy giống cái số này là số giống số nào ta? Có thể là đây là cái số bình phương đó các bạn, hay là số chín phương. Số chín phương chúng ta ở phía sau là con số 5. Thì chúng ta có thể làm giống như cái công thức này luôn cũng được. Thì đó là nó có thể gộp chung với nhau. Hôm trước mình đã chia sẻ về cái số chín phương ở số cuối là bằng 5. Thì đây 35 nhân với 35 thì sao các bạn? Rất đơn giản, các bạn có thể nhẩm ra được rồi đó. Nãy giờ mình nói vòng vòng thì các bạn có thể nhẩm ra được rồi đó các bạn. 3 cộng 1 bằng 4, 4 nhân với 3, 12. 1, 2, 2, 5. Đơn giản, hai số cuối nhân nhau đều bằng 25. Chúng ta ra là 1, 2, 2, 5. Chúng ta có thể thấy rất nhanh, không cần máy tính các bạn. Nếu như bạn nào cảm thấy nghi ngờ về cái phương pháp này, cái thủ thuật này, có thể lấy máy tính ra, bấm ngay cho mình nha. Tiếp theo. Một cái trường hợp tiếp theo, đó là trường hợp hai số đầu và hai số cuối không giống nhau các bạn. Đó là AB nhân với CD. Bốn số này hoàn toàn không giống nhau nha. Đó, chúng ta thấy không có giống nhau các bạn. Thì nó lấy như thế nào? Đó lấy là 1, 2 và 1. Cái trường hợp này nó hơi gắt gói ra các bạn. Thì 1, 2, 1 này là đây số đầu chúng ta lấy 1 con nè. Số thứ 2 là chúng ta lấy 2 con nè. Và số cuối thì chúng ta lấy 1 con. Thì nhân hai số với nhau có tổng cộng kết quả là 4 con số. Thì chúng ta lấy như thế này, tương ứng như thế này. Thì tương ứng 1, 2, 1 thì nó có công thức nào? Số 1 đầu tiên thì đó là chúng ta lấy A nhân với C. Và số tiếp theo, cặp tiếp theo đó là A nhân với D cộng với B nhân với C. Và cái cặp tiếp theo đó là B nhân với D là một con số. Nói thì rất là khó hiểu. Bây giờ chúng ta vào ngay cái ví dụ nha. Bây giờ chúng ta có một cái ví dụ tiếp theo. Ví dụ như ta lấy 78 nè nhân với 11. Hôm trước núi có cho mình đó, cho mình một số kia mình tính nhanh đó. Bây giờ mình sẽ tính nhanh, cực nhanh cho các bạn xem, không cần phải dùng máy tính đâu nha. Đây, chúng ta dùng như thế này. Và AC thì sao? AC đó là hàng chục, còn là BD đó là hàng đơn vị. Thì chúng ta đi từ hàng đơn vị trước. BD đó là 7 nhân 1 là 7. Thay vì đây này mình viết là 07 thì mình viết là số 7. Đó là một con số đó các bạn. Thì rồi tiếp tục tới hàng tiếp theo đó là AD nhân với BC. AD nè, AD cộng với BC chứ AD, A nhân với D cộng với B nhân với C thì sao? 7 nhân 1 là 7, rồi 8 nhân 1 là 8, hai cái cộng lại là 15. 1, 5. Mình ghi con 5, mình nhớ con 1 đi. Xong rồi 7. Cái cuối cùng đó là AC. AC thì 7 nhân với 1. 7 nhân 1 là 7. 7 với 1 hồi nãy nữa là 8. 0, 8. À đây, mình đã lộn một chỗ nè các bạn. Đây là số cuối là BD. BD, B với D. Đó là 1 nhân với 8 chứ không phải là 7 nha. Thì đây là cái số cuối cùng của chúng ta. Đó là 8, 5, 8. Chúng ta có thể ghi là 8, 5, 8 hoặc là 0, 8, 5, 8. Vì số 0 đầu tiên nó không có ý nghĩa các bạn. Và cái trường hợp này rất là dễ tính nè. Rồi tiếp theo, mình sẽ lấy một cái số mà gọi là ngẫu nhiên luôn. Đó là 28 đi. Nhân với 57. Trường hợp này nó rất là rộng cộng các bạn, cho nên là các bạn phải luyện nha, nhừng nhuyễn thì chúng ta mới có thể nhớ dễ dàng. Và các bạn khi mà bạn học thi á
chúng ta có thể về chúng ta ngồi rảnh làm gì, chúng ta có thể làm những cái bài mình cho, ví dụ cho đơn giản vậy đó, để mình làm, mình luyện luôn cái kỹ năng của mình, để sau này có thể mình nhìn thấy là mình có thể tính liền. Rồi tiếp theo đây, chúng ta có hai số này là ngẫu nhiên, hoàn toàn không giống nhau. BD nè, chúng ta ghi như thế này đi, AB nè các bạn, và CD thì chúng ta cái số cuối là gì? BD là nhiêu? 8 x 7. 8 x 7 là 56, viết con 6 nhớ. Viết con 6 nhớ con 5 nha, ghi trên đầu gì nè cho mình dễ nhớ ha. Tiếp theo, AD, A nhân với D cộng với nè AD nè các bạn, cộng với B nhân với C. AD 2 lần 7 14, BC là 5 lần 8 là 40. 14 cộng với 40 là 54, 54 cộng với 5 ở đây nữa nè các bạn ơi. 54 cộng với 5 nó ra là như ta, 54 cộng với 5 là ra 59, chúng ta ghi con 9 và nhớ con 5. Tiếp theo đó là A nhân với C, cái số đầu A nhân C là nhiêu? A nhân với C, A là 2, C là 5. 2 nhân 5 là 10, 10 cộng với con 5 mình nhớ nữa đó ra 15, 1, 5. 1, 5, 9, 6 các bạn. Đây là một con số cuối cùng của chúng ta. Chúng ta thay vì giờ chúng ta ghi, chúng ta nhân theo cái ngày xưa đó, theo cái thủ thuật ngày xưa thì chúng ta giờ phải ghi là 28 nè, gửi đây là 57 nè, rồi chúng ta cộng nhân rồi chúng ta cộng. Nó rất là lâu, chúng ta làm như thế này thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, rất là đơn giản. Và đến đây bài của mình, cái bài chia sẻ của mình về phép tính nhanh hai số với nhau xin được khép lại. Và nếu như các bạn nào không có mà cảm thấy không tin, nghi ngờ thì chúng ta hãy lấy máy ra bấm thử cái kết quả như thế nào. Nếu như các bạn bấm đúng thì các bạn hãy tập luyện để cho mình có cái kỹ năng thuần thục, để sau này khi chúng ta nhìn thấy con số đó ra đó là nhớ liền, thì chúng ta có thể chia sẻ với con cái của mình, với bạn bè của mình và với những cái người xung quanh để những cái kiến thức hay này ngày một lan tỏa. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn những thủ thuật tính nhanh khác và để cho cái cuộc sống của chúng ta càng thêm phong phú hơn. Và xin một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.